kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong ngày của Báo dân tộc và phát triển. Bản tin hôm nay ngày mùng 6 tháng 9 có những thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Phó Văn thưởng gặp gỡ biểu dương các thế hệ thanh niên tình nguyện, chú trọng bảo tồn phát triển văn hóa của các dân tộc thiểu số, chàng đam san đam mê ghi lại khoảnh khắc núi rừng cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đây là thông tin chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 9 tại hội trường thống nhất. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi gặp gỡ và biểu dương các thế hệ thanh niên tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thành phố Hồ Chí Minh 1994-2023. Khởi động từ chiến dịch ánh sáng văn hóa hè hình thành tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1994, các hoạt động tình nguyện hè đã nhanh chóng phát triển trở thành nhiều mô hình ý nghĩa như chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng, chiến dịch tình nguyện hành quân xanh và chương trình gia sư áo xanh. Từ những cách làm này, Trung ương Đoàn đã nhân rộng các chương trình chiến dịch tình nguyện hè theo từng nhóm đối tượng ra cả nước, trở thành điểm hẹn chung trong hoạt động tình nguyện của thanh niên cả nước vào mỗi dịp hè về. Qua 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 5 triệu lượt chiến sĩ tình nguyện tham gia. Qua đó đã thực hiện 31.000 công trình thanh niên, hơn 7.700 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình bạn, gần 900 km đường nông thôn được bê tông hóa, nâng cấp, sửa chữa. 500 cây cầu nông thôn được xây dựng, sửa chữa, trồng 650.000 cây xanh, tặng quà chăm lo cho 540.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 524.000 học bổng, có 6.000 đoàn viên ưu tú, chiến sĩ tình nguyện tiêu biểu được kết nạp vào Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Phó Văn Thưởng bày tỏ vui mừng và cảm động được gặp lại các thế hệ thanh niên tình nguyện của thành phố, các gia đình nuôi quân tiêu biểu, các bí thư thành đoàn các thời kỳ. Theo Chủ tịch nước, phong trào thanh niên khẳng định một tư tưởng chỉ đạo rất đúng của Đảng và các đồng chí thành ủy lúc bấy giờ đó là hãy đưa thanh niên tắm mình trong đời sống sinh động của đời sống xã hội. Từ đó thanh niên sẽ hiểu thêm, yêu thêm về sự nghiệp của nhân dân, của dân tộc và thanh niên sẽ có hành động đúng đắn đối với sự nghiệp mà Đảng và dân tộc đang theo đuổi. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy kết quả của 30 năm các chương trình thanh niên tình nguyện để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển thành phố trong tương lai. Đảng và nhà nước ta dành sự quan tâm đặc biệt và triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng đối với văn hóa chung của đất nước. Những năm qua, nhà nước đã đầu tư xây dựng và nâng cấp các thiết chế văn hóa, tổ chức các sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí, gìn giữ các giá trị văn hóa của dân tộc mình, tạo cơ hội kinh doanh và quảng bá du lịch cho các vùng dân tộc thiểu số. Đến nay đã có hơn 80 lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc Đê, Mường, Thái, Tày, Vân Kiều, Cơ Tu, Mông, Nùng, Giao, Ba Na, Chứt, Khơ Me, Sở Tiêng, Khơ Mú, Lào, Giấy, Lô Lô, Co, Mạ, Bố Y, và Thẹn, Ơ Đu, Rơ được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phục dựng, bảo tồn và phát triển đúng mục đích, phù hợp với từng dân tộc. Hơn 30 làng bản buôn truyền thống của 25 dân tộc thuộc các tỉnh đại diện cho vùng miền trên cả nước được hỗ trợ đầu tư bảo tồn gắn với phát triển du lịch xây dựng 14 mô hình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khai thác tiềm năng từ văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc, từ đó nhân rộng, phát triển để xây dựng các làng văn hóa du lịch, điểm văn hóa du lịch tạo đà chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh tốc độ giảm nghèo cho địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Ngày 6 tháng 9, tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo thông tin về Festival Áo Bà Ba Hậu Giang 2023. Đây là lần đầu tiên Festival Áo Bà Ba diễn ra tại Hậu Giang và dự định sẽ được tổ chức hàng năm. Theo đó, Festival Áo Bà Ba sẽ được diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023 tại thành phố Vị Thanh, với nhiều hoạt động phong phú mang đậm giá trị truyền thống dân tộc, hơi thở văn hóa Nam Bộ kết hợp với các hoạt động đa dạng khác. Thông điệp mà Festival Áo Bà Ba muốn truyền tải đến mọi người trong và ngoài nước là sự thấu hiểu những bản sắc văn hóa tốt của miền sông nước Nam Bộ, phản ánh những thành tựu mà dân tộc Việt Nam đã đạt được trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính bản sắc văn hóa tốt của mỗi dân tộc là thông điệp có giá trị cho cuộc sống và định vị thương hiệu cho dân tộc mình. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 8 tháng năm 2023, cả nước thu gần 2.000 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 59,8% kế hoạch năm và giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay cả nước có 718 chủ rừng đang quản lý 7,65 triệu hectare rừng và đất lâm nghiệp. Có 417 phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt, đạt 58% tổng số phương án cần phê duyệt. Có 445.500 hectare được cấp chứng chỉ rừng, trong đó rừng phòng hộ là 38.565 ha, rừng trồng sản xuất là 407.000 ha. Trong tháng 8, cả nước chuẩn bị được 49 triệu cây giống, trồng được 18,7 nghìn hectare rừng, giảm 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1.838,8 nghìn mét khối, tăng 2,1%. Lũy kế 8 tháng, cả nước chuẩn bị trên 761,2 triệu cây giống, trồng được 151,8 nghìn hecta rừng, giảm 3,3%. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 12.357,4 nghìn mét khối, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kế hoạch thu tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 là 3.200 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2022, tổng số thu tiền dịch vụ môi trường rừng cả nước đạt trên 3.700 tỷ đồng vượt 23% so với kế hoạch và tăng 17% so với năm 2021. Nguồn thu từ dịch vụ môi trường được đánh giá là nguồn tài chính quan trọng và bền vững của ngành lâm nghiệp, phục vụ đắc lực cho quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, góp phần cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, sống phụ thuộc vào nghề rừng, mà chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo miền núi, vùng sâu, vùng xa. Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con dân tộc thiểu số, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn việc tuyên truyền pháp luật được công an thành phố Gia Nghĩa kết hợp giữa cung cấp các văn bản, chiếu các phóng sự, thông tin hình ảnh đến từ các vụ việc cụ thể. Điều này giúp thu hút người dân đến tham gia, người dân dễ hiểu và có thể áp dụng ngay vào thực tiễn. Theo công an thành phố Gia Nghĩa cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân tại các xã phường trên địa bàn với hơn 2.000 lượt người tham gia. Hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật đã và đang góp phần xây dựng buôn làng đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là những âm mưu thù địch chống phá của các đối tượng xấu. Với một tình yêu thiết tha với núi rừng quê hương, dù không phải là một thợ chụp hình chuyên nghiệp, nhưng hơn 10 năm qua, anh Mấu Săn, người rắc lay ở xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, vẫn rong rủi khắp các bản làng, lễ hội để lưu giữ lại những khoảnh khắc về vùng đất và con người Khánh Sơn. Anh Mấu Săn thường gắn tên lên các bức ảnh của mình là Đam San, giống tên một người anh hùng trong sử thi của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, nên trong giới chụp ảnh, du lịch trải nghiệm ở Khánh Hòa thường quen thuộc với anh qua tên gọi này. Các bức ảnh của anh để lại ấn tượng bởi sự mộc mạc, chân thật bắt được trọn vẹn những khoảnh khắc, hơi thở của cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Hơn 10 năm qua, với niềm say mê với văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, anh Mấu Săn luôn tìm cách lưu giữ lại những hình ảnh, nét văn hóa ấy trên quê hương mình. Cứ vào dịp cuối tuần, anh lại rong ruổi khắp các bản làng, núi rừng để chụp lại những hình ảnh về vùng đất và con người ở Khánh Sơn. Làm việc trong lĩnh vực văn hóa ở huyện và xã, anh có cơ hội tham gia nhiều chương trình về văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số do tỉnh, huyện tổ chức để sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình. Không phải là người chụp ảnh chuyên nghiệp, anh tự lên mạng tìm hiểu, kết nối với những người bạn cùng đam mê để học cách chụp ảnh. Sau khi chụp, anh thường chọn những bức ảnh đẹp nhất để phục vụ miễn phí cho các dịp lễ, kỷ niệm do huyện, xã tổ chức, in lịch Tết góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất nước và người Khánh Sơn hoặc tặng lại cho nhân vật mình chụp. Những hình ảnh và câu chuyện của chàng Đam San người Rắc Lai đã kết thúc bản tin hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube, website và trang fanpage của báo Dân tộc và Phát triển. Còn bây giờ kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.